Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh,
mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan
tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng trong người. Căn bệnh ung thư cha ơi, hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Mau chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh, hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, các bạn lớn trước cho nó chứ đừng quá. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh, hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng, để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Hiện tại bây giờ thì các bạn của sĩ đang làm là công việc là truyền thông cũng như truyền nguyện, cho nên những cái vấn đề gì mà về truyền thông truyền nguyện thì Xuân Dũng sẽ làm việc ở đây. Thì còn lại những cái việc trước đây mà Xuân Dũng đã từng làm như là khám chữa bệnh thì tạm thời là Xuân Dũng chưa, cho nên những ai mà có vấn đề mà cần giúp đỡ thì về được tập về tài chính khó khăn trong cái quá trình điều trị bệnh thì cứ liên hệ vào đây gặp Xuân Dũng. Còn những cái việc khác thì liên hệ với cái mà chủ thể thân thì tiến sĩ Quý nhé, cứ vào thể thân. Còn trong quá trình mà Xuân Dũng đang quay làm việc ngoài kia thì mọi người lưu ý là cứ không comment trao đổi ngoài kia, cứ vào đây gặp trao đổi lúc này nhé. Xuân Dũng muốn nói về cái không phải là cho các anh chị đây, cô đây mà nói về cho những tỷ những công nhân sau này đấy, họ nghe được cái này để họ biết họ lưu ý hơn. Rồi hôm nay là ngày 22/2/2024, tức là ngày 13 tháng 10. Hôm nay ngày 22 rồi. Ngày thứ tư nào? Cũng là ngày thứ hai sẽ được quay lại đây làm việc. Hôm nay có gì đấy thì không biết là mọi người có nhu cầu gì thì cứ đưa cái đơn đến Xuân Dũng, hoặc là ngồi đây mình chưa có đơn thì mình cứ trao đổi trực tiếp, còn vẫn thiếu cái vấn đề gì thì Xuân Dũng sẽ được hướng dẫn thêm nhé. Thì ở đây là mình cứ theo thứ tự thôi, ai vào đây trước thì cứ lên ngồi trước. Rồi ai có trước thì lên trước, thì chỉ ngồi chờ mình cứ theo thứ tự nhé, như thế thôi. Báo cho chính quyền công an hết rồi đó, gặp chị ở đâu là bắt bỏ tù ở đó. Thế là vợ chồng no sợ quá mới xuống đây, đâu biết đâu cái là no sợ quá là điện cho thầy Thanh. Thầy Thanh với mấy người ở đây đều khuyên nhủ là thôi không sao đâu, mình đâu có làm việc gì có tội đâu mà người ta bắt bỏ tù mình. Mình cứ yên tâm để điều trị bệnh đi, nếu mà có gì thì can thiệp thì điện cho mấy thầy hỗ trợ cho, không sợ gì hết. Thế là ngày hôm đó, thế là tới giờ họ không điện nữa. Tức là đáng thương quý vị, một người đang mắc một cái căn bệnh ung thư, khi mà ai không may mắc căn bệnh này họ cảm thấy bị vô cùng vô, nói chung là một cái tâm lý rất là hoang mang, bi quan và đau khổ. Họ không biết rằng họ có sẽ được cứu sống hay không,
hay là một ngày nào đó họ lại sớm về vượt cái thiên đường với Chúa, đúng không? Vậy mà nỡ năn lòng nào lại làm cho họ càng hoang mang thêm nhỉ? Thì Xuân Dũng quan điểm nghĩ thế này, với những người như vậy, trước hết mình phải tạo cho họ một cái tâm lý an ủi, động viên. Đó. Mình không giúp được gì cho họ, ít nhất thì cũng phải là đừng có làm cho họ đau khổ thêm nữa. Đó là quan điểm của Xuân Dũng từ trước đến nay. Thôi được rồi, cái chuyện của chị á, thì em đồng cảm với chị. Và em cũng nói với chị là không sao đâu. Không, chị cứ yên tâm mà chữa bệnh, không có vấn đề gì hết. Đừng có lo lắng. Tất cả những gì chị làm ở đây, theo như chị kể thì chị không có sai với pháp luật. Chị không có sai với pháp luật. Và pháp luật sẽ luôn luôn ở bên chị để đồng hành cùng với chị, bảo vệ chị. Đó. Tại vì chị đang làm đúng. Còn những ai làm sai, họ làm sai với đạo đức lương tâm thì họ áy náy. Làm sai với pháp luật thì có pháp luật xử lý. Nha chị nhé, yên tâm ha. Rồi, em thấy chị không có gì sai hết. Yên tâm đi, yên tâm mà chữa bệnh. Nha. À, khi mà tâm bất an thì mọi việc chẳng bao giờ làm được gì cả. Khi bây giờ chị đã nghe em nói như vậy, chị cứ yên tâm đi, không có lo lắng gì hết, đừng có hoang mang nữa, để tập trung vào cái việc chữa bệnh. Rồi, chị có thể cho em biết là chị tên là gì, đến từ đâu ạ? Chị tên là Nguyễn Thị Út, chị đến từ Đồng Nai. Dạ, chị bị bệnh gì? Không, nuôi chồng. À, chị nuôi chồng. Dạ, chồng của chị là bệnh. Chồng chị là... Ở Bình Nguyên. Dạ. Nhưng mà ở trên Đồng Nai xuống dưới Bình Dương, ở chợ đi làm công nhân. Dạ. Từ nào giờ vẫn làm công nhân bình thường á, nhưng mà lúc tháng 12 này phát hiện anh á là hơi bị ho ho ấy. Dạ. Xong rồi đi khám thì người ta bảo là bị ho lao. Ồ. Thì cũng làm công ty gỗ bụi bặm lắm. Dạ. Thì mình nghĩ là khả năng ho lao cũng có khả quan cao, nhưng mà đi bệnh viện người ta cũng tỉnh đó là ho lao. Dạ. Xong rồi phát đồ của nhà nước chống cúm da đây, phát thuốc cho uống. Dạ. Cái uống được một tháng, xong rồi là xuống Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á. Dạ. Yeah. Chụp phim này các kiểu này á, thì Phạm Ngọc Thạch bảo là cũng tạm ổn rồi. Một tháng mà sao anh này uống thuốc mới có một tháng mà sao cũng cái phổi nó cũng hoàn chỉnh, cũng hoàn thiện cứ tưởng là lâu rồi. Thì gia đình cũng mừng lắm. Xong rồi về được mấy ngày sau thì nghe da với mắt nó vàng hết ra. Vàng ra thì lại quay lại khám lại. Thế là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch bảo là anh bị qua gan rồi, thôi. Khuyên anh đi sang bệnh viện nhân dân 115. Dạ. Ở người nhà điều kiện cũng khó nữa, làm công nhân thì mấy năm nay làm thất nghiệp không à, không có tiền nhiều nữa. Thế là gia đình từ chối sang bệnh viện nhân dân. Đi về thì cũng điều trị thuốc nam đó, thuốc nam rồi uống được cũng 7 ngày hay 10 ngày gì đó. Mà thấy không có ổn nữa, càng ngày càng thấy mệt nữa. Xong rồi lại quay lên bệnh viện nhân dân 115. Rồi được 4 ngày rồi bác sĩ theo dõi, chụp phim các kiểu, bác sĩ mới chẩn đoán là thư gan nó lớn quá rồi. Yeah. Không còn khả năng, bác sĩ nói là không, bên đây không có khả năng để điều trị được nữa. Rồi với vừa bị nó lớn quá, nó làm tắc cái ống mật không có dẫn xuống á. Yeah. Nó ra. Nên thì bác sĩ đã chuyển qua bên bệnh viện ung bướu. Yeah. Rồi qua bệnh viện ung bướu thì cũng theo dõi mấy ngày đó, rồi ung bướu cũng bảo là thôi, hoàn cảnh của anh, cái bệnh của anh nó tình tình là không có cứu vãn được nữa. Yeah. Thì khả năng á, thì thời gian của thời gian sống của anh không còn nhiều. Yeah. Chỉ khoảng là 3 tháng đến 6 tháng. Còn nếu mà phẫu thuật mà thành công thì chỉ được từ 6 tháng 1 năm thôi. Cho hai phương án, một mà không điều trị cũng được 3 đến 6 tháng, nếu mà điều trị thành công cũng được 6 tháng 1 năm thôi. Mà trước khi mà muốn điều trị cho anh á, là phải dẫn cái ống mật ra ngoài. Nhưng mà trong khi đó bệnh viện nó còn bảo là đợi chờ 3 ngày không có thuốc uống ở bệnh viện đó. Cái này đau quá, ăn đau quá mà nhà cũng no nữa. Yeah. Cứ đợi ngoài cũng là 3 ngày cũng đau, cũng chẳng có chuyển nước, chẳng cho thuốc gì nữa, cũng nằm quần quại đó. Xong rồi nhà bà nói thôi thì thôi, nếu mà như vậy thì xin về. Nhưng mà lúc đó cũng quyết đợi thêm 2 ngày nữa rồi để làm việc với bệnh viện như nào. Bệnh viện nói là còn phối hợp với bệnh viện ngoài đó, gia đình hay nhân dân thì không biết nữa, có đưa cái túi mật ấy ra được hay không còn chưa biết nữa, mà cũng không có khả quan nữa. Thì thôi gia đình nói cũng thôi, còn thấy cái khó khăn này kia khả quan cũng sợ, vô thì ăn mất sớm đấy.
thôi đi về đi điều trị chức năng mình sống được ngày nào mai phải cấp chủ được kéo dài được sự sống hơn. Dạ. Cứ qua một cái đó thì cũng mấy người thân quen biết chị em làm cho công ty này cũng giới thiệu là cũng từng có 2-3 người rồi khám ở phòng khám của thầy này rồi thì cũng khỏi rồi về rồi đấy, nên thì vội vàng vợ chồng quyết định là 27 Tết là xuất viện ở ông Biếu. 27 Tết thì lúc mà 27 Tết là được xuất viện buổi sáng rồi chiều điện cho lấy địa chỉ điện luôn cho đấy là bên cho tường bên cái người mà nhận là không biết có cái thứ nào đó là ăn của cha tường đấy thì đó vận chồng để nhận rồi qua năm xuống rồi lại nói vậy đấy. Dạ. Còn đấy cũng kể cho là xuống Dũng nghe đấy. Dạ dạ rồi. Rồi, bây giờ mong muốn của chị là như thế nào? Mong muốn của chị là trong lúc điều trị này đó, hôm bữa chị xuống thì hoàn cảnh khó khăn này chồng làm cũng lên là chẳng có tiền thì cái cuối năm đúng năm chị làm thêm được 6 ngày nữa thì sẽ được hưởng chế độ là lãnh lương tháng 1 và lãnh lương để hưởng tháng 13. Nhưng mà chồng bệnh rồi không có ai chăm hết, chồng rồi nghỉ luôn rồi công ty cũng không cho gì hết. Cắt luôn, còn có 6 ngày nữa là hết năm rồi cắt tháng 13 mà cái tháng nữa mình nghỉ ngang họ cũng không trả cho mình nữa. Nên là bây giờ vợ chồng chị nói chung là cũng hoàn cảnh cũng khó, là công dân đi làm thì có tiền mà không đi làm chẳng có tiền. Trong khi đó còn một đứa nhỏ đang gửi, bây giờ đang gửi cô giáo đó. Yeah. Bỏ mặt tối nào cũng điện thoại nhớ con. Yeah. Bỏ mặt gửi cho cô rồi thỉnh thoảng có bác rảnh thì bác đón về bác trông, còn không thì sáng cô trông cả ngày cả đêm vậy luôn ở với cô luôn đó. Cô hai vợ chồng đi như vậy đâu có thời gian chữa bệnh, cũng bệnh thời gian cũng dài chứ không lâu được thôi, mình hy sinh để cho chồng mau lành bệnh để về với con, rồi kêu con cố gắng ngoan ngoãn nghe lời cô giáo đi thì cũng buồn, vợ chồng cũng xa con cũng nhớ cũng thương lắm, tối nào nhớ mà con điện cho con thì con giận, cứ bảo bố mẹ người xấu bỏ con đi không à, nên là buồn lắm, tối nào cũng buồn, cứ bố mẹ bận đi mà cứ lành điện về cho con đó, con cứ bảo là bố mẹ là người xấu cần trốn con đi buổi đêm không à, tại vì muốn lần đi tận trốn đi buổi đêm ban ngày không đi được, căn nó ngủ cứ đi mà. Rồi chị Út cho em hỏi là bây giờ ông xã chị đâu rồi? Mệt quá đi khám rồi về nhà nằm. À mệt khám rồi về nhà nằm hả? Dạ. À. Trước hết thì Xuân Dũng đồng cảm với những gì chị chia sẻ và tạm thời cái đơn này Xuân Dũng ghi nhận nhé, ghi nhận cái đơn của chị. Và Xuân Dũng sẽ xem lại cái xem xét lại cái hoàn cảnh của chị, rồi Xuân Dũng sẽ có cách giúp đỡ nhé. Vậy thì tạm thời cái đơn của chị là Xuân Dũng sẽ ghi nhận. Dạ. Cảm ơn Xuân Dũng nhiều rồi các mạnh thường quân thì cảm ơn toàn hết quý thầy có cho tụi con là yên tâm, rất là yên tâm điều trị này kia rồi không phải lo hoang mang nữa, những cái vấn đề gì đó để cứ yên tâm để điều trị. Dạ, ok chị. Rồi lần sau Xuân Dũng có ghi hình thì cần phải có sự có mặt của bệnh nhân nữa, của anh nữa. Hôm nay là Xuân Dũng tiếp nhận thôi nhé. Chưa có phải là ghi hình để giúp đỡ đâu. Chị cho Xuân Dũng số điện thoại và mọi người lưu ý là khi về làm cái đơn này này cần phải có cái số điện thoại lên đây để Xuân Dũng liên hệ nhé. Chị đọc số điện thoại của chị thôi, chị cũng cần đọc nó lên nó ấy, chị ghi vào đó cho Dũng. Rồi, ghi tên số điện thoại vào đó. Tất cả những cái tờ đơn sau này chúng ta lưu ý là phải có số điện thoại để Xuân Dũng liên hệ. Ở đây bệnh nhân đã có mã số chưa? Có rồi. Bệnh nhân mã số chị ghi ở phía dưới này này. Mã số bệnh nhân có đây. Ở đây rồi phải không? Rồi, ok. Em Đỗ Văn Nguyên đúng không? 1982. Rồi. Đây là hôm nay là tiếp nhận ngày 22 tháng 2 2024. Rồi. Ok chị. Xin cũng sẽ điện thoại và mời cả em cả chị lên để ghi hình. Chị mới vào đây được có mấy ngày thôi. 14 cái đó. 14 thì là sáng 10 mấy ngày rồi. Chiều là sáng sau mùng 5 là chính thức về bên đây. Rồi ok. Rồi mời bệnh nhân tiếp theo. Mời hoàn cảnh tiếp theo. Rồi. Bệnh nhân này Xuân Dũng đã chị ngồi lui một chút xíu cho em để rồi để vào cái máy quay rồi ok một chút xíu được rồi thì không biết là máy quay nghe có hôm nay cái máy này quay có ổn không, cứ hôm nay Dũng chưa có sử dụng cái mic nhưng mà
đang tin tưởng vào cái điện thoại này nó hiệp tốt hơn. đừng trước trong người phương là sử dụng dữ rồi chị đừng sau bên này là đừng sau thì pin cà thay hả pin cà thao pin cà thao cái trước của chị là giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh của bệnh nhân Phinh Ca Thao sinh năm 1966 tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lộc Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, một hoàn cảnh khó khăn và cũng như một cái đơn xin cứu xét. Kính gửi cô chú anh chị mình thường quân trong và ngoài nước, thầy Phạm Xuân Dũng, em tên Phinh Ca Thao, mã số bệnh nhân 943, sinh năm 1966. Rồi đây là về cái hoàn cảnh này, Xuân Dũng sẽ muốn trao đổi với chị một chút xíu, nhưng hôm nay không phải là cái ngày hỗ trợ. Xuân Dũng bữa nay Xuân Dũng sẽ làm một cái ngày là hỗ trợ riêng và một ngày tiếp nhận hồ sơ riêng. Ngày hôm nay là ngày để mà Xuân Dũng tiếp nhận hồ sơ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ xong, Xuân Dũng phải có thời gian nghiên cứu xem xét. Và sau đó có thể Xuân Dũng đến ngay tại phòng trò luôn. Có thể là về tới phòng trò, có thể là hỗ trợ trực tiếp ở ngay tại phòng trò hoặc là hỗ trợ ở đây, tùy nhé. Tùy đó là tùy theo cách làm của Xuân Dũng, tùy theo mỗi hoàn cảnh, tùy theo mỗi bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân mà mệt quá đi không được, Dũng có thể đến trực tiếp ở tại phòng trò. Ý là con xin lỗi với Xuân Dũng, tại vì con ở đây con nói với thầy Thành, bây giờ con bệnh thấy hoang mang quá, như là ở đây 3 tháng ấy, rồi xin với thầy Thành về được 2 tuần hay là bao nhiêu ngày để được gặp con cái, xong tôi vô lại, tôi ở nhà trọ khác, ở nhà trọ này nữa. Là con vô lại đây con khó khăn quá, con xin Xuân Dũng giúp đỡ con khó khăn từ đó từ nhà trọ cho con, xong rồi con vô lại sao con về với gia đình để gặp con cái bác không ai nhớ nhà, tại vì bác sĩ nói là bị u dịch gan với lại sỏi mật, sỏi mật, sỏi mật gan, u dịch gan. Bữa nay nó to, bữa nó có to để về cho con cái nó thay được cho tôi qua lại. Tức là mong muốn của chị hôm nay vào đây gặp Xuân Dũng để muốn nói rằng là giúp đỡ có con để giúp đỡ để có tiền đi về quê. Dạ, về quê với tiền nhà trọ. Với tiền nhà trọ, rồi bây giờ là về thăm con cái một chút xíu, rồi quay vô lại. Thế thì chị đang còn thiếu bao nhiêu tiền nhà trọ? Nhà trọ 2,5 triệu. 2,5 triệu. À, rồi tiền về quê nữa thì bao nhiêu tiền nữa? Tiền về quê cắt có 6,700. 6,700 gì đó. Dạ. Mà mình tính luôn từ đây xong về mình đồng bắt xe mình đồng về quê 3,4 triệu. À. Có đó. Mà con của chị lớn chưa? Lớn. Lớn là như thế nào? Lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Lưng nó cũng có vợ, nó cũng có vợ, nó bị say tay, nó chết hôm qua đi trồn. Hả? Nó cũng khổ lắm, nó lấy vợ con, nó bị, đầu tiên nó bị say tay, 8 tháng mấy rồi bị chết trong bệnh, đang ở trong bệnh viện bệnh. Nó ở nhà vợ, nó ở nhà. Thế là mục đích của chị về là để... Về con cái nó coi. Cho con cái nó coi. Dạ, cho anh em thăm. Để coi mặt tí tí xong rồi sắp xếp rồi về. Thì làm như là coi mặt lần cuối có phải? Dạ. Dạ sao mà dạ được? Không. Không. Bây giờ quan điểm của em như thế này. Để em chia sẻ với chị thế này. Thứ nhất mình là một bệnh nhân. Mà bệnh nhân đang với sức khỏe mình không đảm bảo không tốt. Cho nên với cái mong muốn đó thì em muốn khuyên chị nên ở lại. Lý do
chị là người bệnh, người không tốt thì mình cứ đứng đó, ai muốn thăm mình cứ thăm, ai muốn thăm thì họ sẽ tự động họ vào họ thăm, chứ bây giờ sao chị chạy về để mà cho người ta thăm. Giờ ai còn sợ như vậy nè, nó lạnh hai cái chân, lạnh hai cái tay, càng ngày càng mất máu, càng ngày càng mất lỡ rồi mất ở đây là tiền và uống tiêu tiền cho về sát khó thằng để về nhà tí nhớ nhà quá. Rồi vừa rồi Xuân Dũng ra có trao đổi với thầy Thanh. Dạ, hồi ý với thầy Thanh trao đổi chút xíu. Em chia sẻ với chị và mọi người hiểu thế này. Trước đây Xuân Dũng là trợ lý của cha. Và những cái việc này là Xuân Dũng thường hay cùng với cha giải quyết. Và nếu như mà không có mặt cha thì Xuân Dũng thường hay đứng ra giải quyết cái việc này. Tuy nhiên bây giờ cha không còn nữa thì Xuân Dũng không thể từ tiền để mà giải quyết cái việc này được. Cái này phải thông qua chung giữa với các thầy với nhau. Đó. Và nói cho mọi người được hiểu thế này, với câu chuyện của chị vừa rồi đó, nếu mà cha còn sống, em đã hiểu tính cha, và nếu như cha còn sống là cha mời chị về luôn và không tiếp nhận nữa. Đó là nơi em nói thật nguyên tắc. Nếu mà với cái mong muốn của chị lúc nãy giờ mà gặp trao đổi với cha là cha mời chị về luôn, mời về luôn và không bao giờ tiếp nhận một lần, không bao giờ tiếp nhận trở lại nữa. Nguyên tắc điều trị ở đây chị phải nắm từ khi vào đây, chị phải hiểu là các thầy đã nói rồi, điều trị là phải tới nơi chứ không tới nơi tới cùng, đúng không? Phải theo phác đồ và đúng thời gian phác đồ, và nếu chứ 3 tháng chứ đủ phải 6 tháng, 6 tháng chứ đủ có thể 9 tháng. Tại vì các thầy ở đây đang làm nỗ lực để sức để cứu mình. Và trong một cái điều nữa là chị đang bị gan. Cái chỉ số gan của chị nó đang giảm từ 86 về 76 rồi. Nó có giảm rồi, đúng không ạ? Thì đó là chia sẻ của thầy Thanh cho em biết như vậy. Còn bây giờ cái lý do mà chị nói rằng là chị xin về để cho con cái, con cháu nó gặp chị thì đó là một cái lý do không chính đáng. Lý do không chính đáng. Em có đồng ý rằng là mẹ xin về như vậy để con cháu gặp không em? Đây là con gái của chị. Hả? Em nghĩ sao khi mà mẹ nói rằng là mẹ xin về để cho con cháu gặp? Đúng rồi, nếu như ai về thì ai cần về về, còn chị. Còn bây giờ chị về, em nói với chị, chị về không cẩn thận, chị ăn sai phác đồ, đôi khi chị hối hận kịp và con cháu ân hận kịp. Chứ đừng có nghĩ rằng là chị về nhà là an toàn. Ở đây không an toàn thì không có chỗ nào an toàn cho bệnh nhân nếu như áp dụng đúng phác đồ. Chỉ có ở đây với bệnh viện thôi. Về nhà là về nhà, chị chỉ giải quyết được cái vấn đề nhớ nhà và nhớ con nhớ cháu, chứ chị không giải quyết được cái vấn đề bệnh tật. Em phải khuyên chị như vậy. Còn riêng với các bệnh nhân, riêng với các bệnh nhân thì xưa giờ Xuân Dũng hỗ trợ, một là hỗ trợ để cho bệnh nhân được tiếp tục ở lại điều trị, chứ không phải cho bệnh nhân để bệnh nhân ra về. Bệnh nhân được hỗ trợ ra về trừ khi họ hết bệnh. Và chính Xuân Dũng là người hay hỗ trợ tiền để cho họ về xe. Và mỗi lần như vậy mục tiêu thôi. Đó, động viên tinh thần là chủ yếu. Họ hết bệnh đã mừng rồi, bây giờ đã được hỗ trợ thêm một điều về xe nữa, đó là cái niềm động viên thôi. Đó. Còn không bao giờ mà hỗ trợ để rồi bệnh nhân nói là à, tự nhiên không điều trị ở đây nữa mà hỗ trợ tiền là không đúng. Là như vậy là không đúng, mình thực quân họ sẽ không hài lòng với cách làm của Xuân Dũng đâu. Đó. Kể cả bây giờ chị đang xin ra về là không đúng rồi. Đó là cái không đúng. Chị biết không? Trước đây có một bệnh nhân, đó là bệnh nhân Lê Thị cái gì Lan á. Lan ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là lên kênh khác là ngồi nói xấu Xuân Dũng. Tại vì thế này, qua đây Xuân Dũng nhắc cho chị Lan và một số kênh khác như là kênh gì của Food Food, Go Food, Go Fit gì đó, nói là Xuân Dũng còn giữ 5 triệu của chị. 5 triệu cái này không phải là Xuân Dũng giữ, mà cái này là bệnh nhân là mình thường quân không cho chị. Chị Lan phải hiểu vấn đề như vậy. Tại vì chị đã, người ta hỗ trợ cho chị
5 triệu đó để 2 tháng tiền nhà, mỗi tháng là chị thuê nhà là 2 triệu rưỡi. Người ta gửi cho Xuân Dũng, người ta biết được ý đồ của chị rồi, cho nên là người ta gửi cho Xuân Dũng nhờ Xuân Dũng giữ dùng. Nếu chị còn tiếp tục ở lại đây điều trị thì đóng tiền nhà cho chị. Và người ta gửi cho Xuân Dũng trước 2 tháng ở đó. Nếu như chị ở thì cứ đóng tiền nhà cho chị. Nếu chị ở thừa thì đóng tiền nhà cho chị, chứ không cho chị tiền cầm. Tại vì biết chắc chắn là chị sẽ là thay đổi ý định. Chị cầm được tiền cái là chị về. Mà đúng ý Trang đang nói vấn đề chị Lan, đang nói cái chị Lan kia. Cho nên chị đừng bao giờ lên mạng mà chị đòi 5 triệu đó. 5 triệu đó Dũng đã hỗ trợ cho hoàn cảnh khác rồi, Dũng đã thông qua mình thường quân hỗ trợ cho hoàn cảnh khác rồi chị Lan nhé. Đấy. Cho nên là có những người á, mình thường quân họ nhìn mặt rồi họ biết cái ý đồ xấu xa của người ta liền. Đem không nói chị, đang nói về cái chị Lan kia. À, cho nên là chị Lan là bây giờ lên cái kênh khác là nói rằng là thầy Xuân Dũng giữ 5 triệu của chị hãy trả cho chị đi. Người ta hỗ trợ cho chị là tiền phòng trọ. Đó, chị phải nên nhớ như vậy. Bây giờ chị không ở lại đây mà chị đòi chị về nhà rồi, chị về nhà thì đâu có tốn tiền nhà trọ đâu. Và hãy để tiền đó hỗ trợ cho những bệnh nhân khác, chị Lan nhé. Những bệnh nhân mà họ đang gặp khó khăn, họ không có tiền đóng trọ đang điều trị ở đây này, thì họ xứng đáng nhận cái đó, còn chị không xứng đáng. Đó. Trước đó thì em đã trao cho chị hơn 30 triệu rồi. Bây giờ chị còn tham lam nữa. Tham lam gì cái mà không phải của mình. Khi nào chị còn tiếp tục ở dưới nhà trọ của chú Năm thì em mới tiết tiền ra hỗ trợ. Mà bây giờ tiền đó em đã hỗ trợ cho hoàn cảnh khác rồi chị nhá. Chị đừng có đòi nữa. Rồi, nói cho mọi người rõ và hiểu như vậy. Cho nên là nếu chị muốn ra về thì chị cứ ra về. Ở đây bọn em không hỗ trợ bất kỳ một cái khoản nào thêm nếu chị muốn ra về, giống như những người khác muốn ra về. Trừ trường hợp những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, họ không, tức là một số hoàn cảnh đặc biệt họ không thể tự ra về được, không có một đồng nào để mà ra về. Ví dụ như những hoàn cảnh mà họ đi đứng không được, họ phải thuê xe cứu thương họ về, họ khó khăn lắm, thì Xuân Dũng mới tìm xe từ thiện. Đầu tiên là Xuân Dũng kiếm xe từ thiện, rồi Xuân Dũng sẽ hỗ trợ cho thêm một chút điểm tiền nữa. Chứ còn bây giờ mà chị nói là về nhớ con, nhớ nhà, nhớ thăm nhà là không bao giờ bọn em hỗ trợ. Cái đó không nằm trong cái, không nằm trong danh mục hỗ trợ của Xuân Dũng nha. Rồi. Rồi, chị ở lại. Thì nếu chị ở lại điều trị thì em sẽ hỗ trợ cho chị nha. Còn bây giờ ngày hôm nay em tiếp nhận, em tiếp nhận hồ sơ. Em còn thấy chị còn ở lại đây điều trị, còn thế tiếp tục thì em sẽ hỗ trợ. Ok, rồi, vậy nhá. Ok chị, rồi chào chị. Rồi, chào em. À, rồi, nhất trí vậy nhá. Dạ. Rồi, ok. Rồi. Đây, cho Xuân Dũng. Xuân Dũng cảm thấy rất là vui lòng khi hôm nay quay trở lại làm việc ở đây. Và được đồng hành cùng với các hoàn cảnh khó khăn. Dạ, hôm nay thấy thì ở đây một số hoàn cảnh, một số bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn đang chờ đợi rất là nhiều. Cho nên là đây là một điều mà Xuân Dũng cảm thấy ấm lòng khi mà được quay trở lại làm cái công việc bác ái để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ chú có thể cho cháu được biết là chú có tên là gì, đến từ đâu ạ? Chú tên là Trần Nhân Huệ, đến từ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Từ đó qua đây đâu cũng 140 mấy cây gì đó. Dạ. Nhưng mà qua một thời gian vợ chú bị bệnh, điều trị các bệnh viện, rồi gia đình cũng khó khăn đó. Dạ. Rồi bạn bè cũng có nhờ coi được trên kênh của cha thì mới biết ở đây. Dạ. Là mới là cô có ưu hỏi mà nó đã di căn qua ghe rồi. Dạ. Rồi thấy ở đây thầy cha chị quá nó tốt, rồi mới động đấy đi mà không biết cách sao để đi được. Rồi cái nhờ được xe từ thiện đưa tới đây không có tốn tiền. Dạ. Rồi mấy đứa em mỗi đứa cho mượn được chút ít ít gì đó để đi xuống đây để dạ. Đi với điều trị. Rồi mới nhờ cái địa phương chứng nhận gia đình khó khăn. Dạ. Hôm nay đấy gặp dạ. Dạ, cho cháu xin. Dạ. Rồi chúng ta có à. Dạ, cái đơn này thì mới là đơn hoàn cảnh khó khăn chú nhá. Còn cái đơn để mà mình làm một cái đơn riêng, đơn này là đơn của chính quyền địa phương là gửi xác nhận là mình là khó khăn. Tại vì là Xuân Dũng có một cái quy định thế này: một là mình có số hộ nghèo, hai nữa nếu không có số hộ nghèo thì mình phải có đơn xác nhận khó khăn. Là cái này là đương nhiên rồi, cái giấy này là giấy là đương nhiên là phải
một trong hai điều kiện, mới một thôi điều. Còn một cái đơn nữa thì chú phải làm cho con một cái đơn riêng gửi cho phòng khám và gửi cho Xuân Dũng. Một cái đơn riêng. Đó. Cái mẫu là sao? Cái mẫu là giống như của cái trường hợp này, chị này đấy. Dạ, yeah, trường hợp chị này. Tức là đơn trình bày riêng, tức là cũng là một cái đơn gửi riêng cho phòng khám. Để biết rằng là chị đang cần nhờ đến phòng khám và các mạnh thường quân của Xuân Dũng giúp đỡ. Đó, chú hiểu không? Cái này là chú mới gửi cho chính quyền địa phương để xác nhận là tôi là ở đây, ở cái chỗ này, chỗ kia và tôi gặp hoàn cảnh khó khăn thôi. Còn bây giờ là chú phải trình bày trong một cái đơn khác là để gửi cho phòng khám riêng. Tức là một người phải có hai cái đơn. Dạ, yeah. Một người có hai cái đơn chú nhé. Tôi là bệnh nhân Đặng Duy Hiệp, sinh năm bao nhiêu, ở đâu không ghi rõ gì trơn. Còn bây giờ địa chỉ ở đâu này, à, đúng không? Bị ung thư di căn não đã xuống cha điều trị đến nay hơn 2 tháng, hiện tại không còn kinh phí để trang trải trong thời gian tiếp theo. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, con đang đi học, không có tiền đóng nhà trọ và ăn uống. Nay con làm đơn này, xin thầy và mình thường quân giúp đỡ cho em để có điều kiện điều trị. Em xin chân thành cảm ơn thầy, người viết đơn Đặng Duy Hiệp. Chị về làm lại cái đơn cho em cái nhá. Chị viết rõ cho em cái. Rồi. À, ghi vô để em còn lưu, sau này em còn ấy nè. Đầu tiên là chị phải ghi rõ tên bệnh nhân, tuổi và địa chỉ của bệnh nhân, số điện thoại của bệnh nhân nhá. Dạ. Yeah. Rồi sau đó mới chị mới trình bày. Chị mới trình bày về cái căn bệnh của mình và mình đang gặp khó khăn gì và cần giúp đỡ cái gì nhá. À, cần giúp đỡ cái gì, sau khi làm xong thì chị nộp vô cho em, rồi em sẽ nhớ là để lại số điện thoại phía dưới, ở đây chưa có số điện thoại này, chị phải để số điện thoại phía dưới, sau đó thì Xuân Dũng xem và Xuân Dũng sẽ mời lên để ghi hình và trao tiền hỗ trợ cho bệnh nhân nếu ai đủ điều kiện nhá. Rồi chị lưu ý lại cho em. Rồi xin mời bệnh nhân tiếp theo đi ạ. Bây giờ năm mới Xuân Dũng làm phải nó cái gì nó cũng phải đúng theo cho nó là cho nó chỉnh chu ha. Yeah. Vì như vậy mình làm để sau này không ai họ bắt bẻ làm khó gì mình. Đó. Sau này nếu mà có ai xuống đây kiểm tra Xuân Dũng hoặc là gì Xuân Dũng thì Xuân Dũng làm ra rõ đây. Đó. Giấy tờ của bệnh nhân họ muốn họ giúp đỡ đây, giấy xác nhận của địa phương họ khó khăn như vậy, tôi giúp như thế này đây, đúng không? Đó. Đó là Xuân Dũng nói như vậy thôi, chứ xương giờ Xuân Dũng chẳng làm ai làm kiểm tra, nhưng mà mình muốn làm như vậy để cho nó đúng với những cái cách làm nó chuyên nghiệp hơn và nó bài bản hơn ha. Cái sổ nghèo người ngoài á, mà gửi vô đấy á, có gửi qua cho thầy được không? Gửi qua mấy đứa thầy. Rồi cái sổ hộ nghèo đó thì gửi qua cho thầy, qua Zalo. Rồi. Cái sổ nghèo đó rồi gửi qua Zalo. Về làm cái đơn khác cho đàng hoàng cái đúng là nhé, chứ giờ thiếu lắm, phải họ tên đầy đủ, địa chỉ ở đâu nữa nhá. Rồi dạ, đây Dũng xem qua cái đơn này của chị này. Kính gửi phòng khám yêu thương giao thông, tôi là Lê Thị Diều, rồi sinh năm 1955, thường trú ở tại phường Tân Phú, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi bị ung thư bướu đã di căn, thuộc gia đình hộ nghèo, hay đau ốm, vợ chồng neo đơn không có con à. Dạ. Phải ngồi xe lăn. Vậy là ai là người bệnh? Người chị dâu thì hiên ngang này, nhưng nãy ở đây mệt thì đặng kêu bác sĩ lại chích hỗ trợ nó tiêm tương qua bên. Ồ, có phải cái chị lúc nãy mới Xuân Dũng đi ra mà gặp ra bị ra đó hả? Dạ. À cái chị đó phải không? Dạ. Rồi. Thì hiên ngang anh ở nhà kêu bác sĩ lại một chích hỗ trợ thêm cái thổi nó bao bên ung thư kia con bao bên căn thổi. Chị làm sao với chị đó? Em là em gia em chồng. Em chồng. Ờ em. Không có người đâu, chỉ có chàng trai chồng thôi, em xuống phụ giùm với phụ giùm đây thì đi không nổi á, đi lại con đẩy. Dạ. Đi xuống hai chồng cửa này. Ở đây thì cái đơn này thì viết gần như đầy đủ, chỉ một thiếu cái hai cái. Không có biết chữ thì mượn ta nhờ chứ giúp giùm chứ không có biết chữ. Cho Xuân Dũng xin số điện thoại nè. Số điện thoại của bệnh nhân hoặc là số điện thoại của chị. Chị là con nuôi đấy không? Dạ. Chị là nuôi hả? Không ấy, người anh nuôi thì em ra nuôi phụ. Nuôi phụ? Chồng nuôi thì em ra nuôi phụ thôi. Rồi, cho Xuân Dũng xin số điện thoại đi. Chú Dũng thôi, con này ghi dùm đi, không biết thôi. Chỉ biết nghe thôi, không biết gì hết trơn. Không biết nghe, không biết ngữ
số lần đầu gì chỉ biết nghe thôi vậy thôi. Điện thoại nào của chị phải không? Dạ.